Xin chào các anh, các chị và các bạn. Hôm nay anh giới thiệu cho mọi người một sản phẩm, đó là ví nam đứng da bò, da trơn. Thì đây là dòng da rất là phổ biến nha mọi người, được rất nhiều người yêu thích. Vì dòng da này là chất liệu da trơn thì nó sẽ không bám nước nên nó sẽ đỡ thấm nước hơn. À, màu đen thì cái màu này cũng dễ sử dụng nữa. À, thì dòng ví này thì nó là ví phổ thông nha mọi người, nên giá thành nó cũng vừa phải thôi, mà độ bền thì rất là cao. Mọi người đã biết rồi, da bò thì rất là bền, đừng để cho thấm nước thôi thì nó rất là bền. Trong ngoài là giống nhau nha mọi người, đây là da tắm chứ không phải là da vụn, và đường chỉ được may rất là tỉ mỉ và thẳng hàng. Ở trong thì tay phải thì có 3 ngăn nằm ngang, 2 ngăn đứng, tay trái thì 2 ngăn đứng, 1 ngăn nằm ngang, và tay trái thì nó sẽ có ngăn lưới. Ngăn lưới thì mình có thể đựng được những món đồ quan trọng mà mình sợ quên đó, thì mình bỏ vào, vì mỗi lần mình mở ra thì mình rất là dễ nhìn thấy. Còn tất cả các ngăn nhỏ còn lại thì đựng được rất là nhiều thẻ ngân hàng, căn cước công dân hoặc cờ vạc xe đều đựng được hết, giấy tờ mới bây giờ nha mọi người. Mọi người có mua hàng có thể liên hệ qua số điện thoại là 0862 452 078 hoặc 092 4629 729. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và mọi người thấy hay nhớ đăng ký chia sẻ ủng hộ kênh. Trong thì nó sẽ có 3 ngăn nha mọi người, 3 ngăn lớn và được lót bằng da hết, được lót bằng da bò. Thì 2 ngăn bình thường thì nếu mà mình đựng tiền bệnh da lớn thì mình đựng được rất nhiều, còn bệnh da nhỏ thì mình chỉ đựng được ít thôi. Còn ngăn giấy kéo thì mình có thể đựng những giấy tờ quan trọng thì mình bỏ vào, mình khóa lại một cách an toàn.